là ngày đánh dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể, đám cưới thường được mong đợi tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Thế nhưng, hai nữ quan khách ăn mặc sang trọng trong một tiệc cưới mới diễn ra ở Indonesia đã phá hỏng không khí hoan hỷ của buổi tiệc khi cãi nhau kịch liệt chỉ vì miếng ăn. Bên tám lạng, người nửa cân cãi nhau vì chuyện không đâu. Được biết, nội dung cuộc cãi vã xoay quanh chuyện người phụ nữ mặc giấy xanh gắp quá nhiều mắm cà ri bò cay vào đĩa của mình. Thấy vậy, người phụ nữ giấy đỏ đã thẳng thắn góp ý. Cô không biết xấu hổ hả? Kém sang quá đi mất. Cô muốn lấy cho cả làng ăn đấy hả? Thế nhưng, với lời lẽ thiếu tế nhị, cô đã làm cho người kia cảm thấy bực bội mà đáp trả lại. Tôi thích làm gì là việc của tôi, hà cớ gì mà cô xen vào. Cứ như thế, hai bên lời qua tiếng lại rồi xô đẩy vào nhau khiến bầu không khí của buổi tiệc bớt phết trở nên căng thẳng. Cuối cùng, để tránh xảy ra những chuyện không đáng có, những vị khách khác đã vào can ngăn. Thật là làm phúc phải tội, một người đàn ông còn bị người phụ nữ giấy xanh đánh vào người gì đã kéo cô ra khỏi cuộc cãi vã khi đang hăng máu. Món cà ri bò cay kiểu Indonesia chính là nguồn cơn của cuộc cãi vã. Buồn, Daily Mail.